more. Sai búa đó quý vị. So I thought I was going to go a little bit later, but I'm going to sing another song that you might have already heard today. You might be having dreams about this later tonight. If you know it, you can sing along with me. I'll be singing I'm Gone About Him. Hình như anh Long hôm nay nở hơi nhiều chứ. Các bài hát ghi lặp lại, lặp đi lại cái bài này. Mỗi nhà chúng ta các anh về sẽ phải gào lên bài anh còn nợ em.
Nếu không là các bà nhà sẽ nói là tại sao anh không hát được giống như là Sean? Phải không ạ? Lát nữa Thuy Anh cũng phải về mè nheo ông xã. Mặc dù ông xã chưa bao giờ hát, mà Thuy Anh sẽ nói anh phải hát anh còn nợ em giống như anh Sean rồi mẹ.